Hello các bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh điện tử Hành Nguyễn Hải Dương. Ngay bây giờ, Hành Nguyễn trân trọng kính mời tất cả các bác cùng lắng nghe một bộ hát có tổng trị giá 21 triệu 100. Thì bộ này Hành Nguyễn sử dụng âm thanh sức mạnh, có thể các bác chơi ngoài vườn, trong nhà một cách thoải mái luôn. Một đoạn nhạc xuân các bác nhá. Dùng hết nhà. Bây giờ em sẽ nghiêm ngao mấy câu bác nhé, nghe tiếng mic nó rất là hay, rít thì không có đâu, rất là êm tai, bay luôn. Sau đó em mô tả cái bộ hát này nó có gì.
qua một năm buồn vui lắm với nhiều thương vọng vọng trả bao mây nghèo thử ra tao sao vui gỗ gỗ tao lò rượu ta cùng nhau đón thêm mùa xuân xuân dù thay đổi biến tao là xin cất biệt để chẳng chẳng để thân tin cay lòng nhớ bâng khuâng lòng lại chẳng chẳng để đầy đầy quân xuân mang liền tin cưới bao la một yêu mới nhưng hoa mai là mới phơi thế gian tay nụ cười cho nhau cuộc đời trên đất mẹ nhà ngồi ngắm lời xuân xuân reo lòng cảm xúc xuân đi rồi xuân xuân đến xuân đến gian đầy yêu thương đón xuân trên mọi miền viết thư thăm bạn hiền một lời nguyện xin chớ quên mong nào năm cuối năm gặp may gia đình luôn hạnh phúc sum vầy trên bước đường xanh dài dòng mây duyên mưa để đi nắng say ôm lại có thể nghe một bộ hát. Thì cái bộ hát này nó sẽ thiên về dòng nhạc sức mạnh mình nhá. Như lon top lady hợp với anh em tuổi trẻ, rượu chè thằng quánh bốc đánh căng, quánh có thể ngoài trời trong nhà hết. Thì bộ này tổng trị giá là 21.100.000, bao gồm như sau. Thứ nhất là anh Nguyễn sử dụng một đô la JB là 75. Thì dòng này là dòng cái thùng này được sản xuất tại Việt Nam, gỗ ép không ngấm nước, bát là từ 220 họng 100, check kèn từ 17. Đấy, con này đánh sự kiện được ngoài trời được, rất là có giá là 9.500.000 đồng anh nhé. Sơn sần cát rất hay luôn, bao hay bao đánh được các bác. Đấy, và anh sẽ dùng một bộ mixua UG925 mã 2.5 triệu, một chiếc vang số Vlay 6 setup thành công, với những dòng loa này quá thành công rồi, 3.6 triệu, một cục đẩy chính hãng từ đây Acoustic mà 2008, đánh căng đét đôi loa này với đôi loa 10 nữa, giá 5.5 triệu. Đấy, hàng công ty mới tinh nhé, tất cả mới tinh hết, bảo hành 1 năm, có giá là 21.100.000. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140. Các bác ở những khu vực như là Đông Triều, Quảng Ninh này thì hoặc là các bác ở Hải Phòng này, Thanh Hà, rồi là Hưng Yên, Hà Nội, rồi là Thái Bình, Nam Định, vân vân, thì các bác sẽ đi về qua Cầu Bình khoảng 2 cây số, có một cây xăng Hoàng Anh, cây xăng thứ nhất thôi nhá, rẽ mà anh em 2 cây đúng chợ An Lạc, Chí Linh, Hải Dương, hoặc các bác phải vào Google Maps nhập là điện tử Hành Nguyễn thì lập tức sẽ có một bản đồ dẫn đường đến tận em, không phải hỏi đường, chỗ đỗ xe thoải mái không nhá, giá hợp lý, tư vấn nhiệt tình. Hành Nguyễn cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video này.